Trong quá trình mình thực tập, mình phải lắng nghe, không cứng nhắc về những cái nhận thức, những cái học thức của mình, để mình cởi mở, mình buông bỏ hết tất cả những cái kiến chấp, những cái thành kiến, định kiến đó, thì lúc đó mình mới thay đổi, mình mới lọc được những cái nhận thức thiếu sót hay là không đúng đắn của mình xưa nay. Và lấy ví dụ như trong cái vấn đề nhận thức này, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị là chẳng hạn như khi mình đi vào cái phương pháp này thì mình cũng có nói đến cái việc gọi là cái phương pháp gọi tên. Phương pháp gọi tên. Vậy thì cái phương pháp gọi tên này mình nhớ là không gọi nó là phương pháp nhìn ăn, cũng không gọi nó là phương pháp nhìn đói. Bởi vì khi mà chúng ta gọi tên sai lầm, tức là cái nhận thức của mình nó đã thiển cận, nó đã nhỏ hẹp, nó đã không đúng với cái sự vận hành của tổng thể con người chúng ta rồi. Và đây chúng ta được mở rộng ra hơn, tức là chúng ta ngay cả cái phần thấp nhất, nhỏ nhất là cái phần thức ăn đi qua đường miệng, chúng ta vẫn không hoàn toàn cắt. Chúng ta phải biết điều chỉnh, chúng ta phải biết điều chỉnh. Vậy thì hàng ngày mình ăn quá nhiều đồ ăn chết, mình ăn không chánh niệm, mình nhai không kỹ, mình ăn quá nhanh, mình thêm gia vị hóa chất, mình làm cho nó biến màu, biến mùi, mình làm cho nó giả đi, vân vân, thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu mình học để thực tập đưa vào những thức ăn tươi sống, còn chất liệu sống, đơn giản về màu sắc, về mùi hương, trung thực. Vậy thì mình nuôi dưỡng những gì tốt đẹp nhất, những gì chân thật nhất, những gì mà nó đem lại cái sự sống không riêng cho bản thân mình, mà sự sống cho từng tế bào, sự sống cho cả cái vũ trụ xung quanh mình. Vậy thì đó là lý do tại sao mình phải đi lên cái tầng kế tiếp là xúc thực. Xúc thực là mình phải lấy những cái gì trung thực nhất qua mắt, qua mũi, qua tai, qua lưỡi, qua cái sự tiếp xúc của da. Thì muốn có những cái xúc thực trung thực này, mình phải sử dụng những cái nguồn rất là trung thực từ ngoài thiên nhiên, từ cái môi trường sống. Quý vị thấy một cái cây, nó cho ra cái lá khi nó ở bên ngoài cái trời nắng, ngoài thiên nhiên thì cái màu sắc của nó sẽ khác. Nhưng mà khi chúng ta cắt nó, chúng ta đưa vào trong nhà, thậm chí như một cái cây còn sống, mình đưa nó vào trong nhà, cái màu sắc nó đã khác hẳn rồi. Thấy chưa? Tương tự như vậy, bây giờ một cái hoa, khi mà nắng lên, quý vị để cái cây hoa đó ở ngoài trời nắng, ở ngoài thiên nhiên, thì cái hoa đó, cái màu sắc nó sẽ thấm đượm hơn, nó sẽ tươi hơn, và cái mùi hương nó tỏa ra sẽ thơm hơn. Nhưng mà khi cũng cái cây hoa đó mà mình đem vào trong nhà của mình, nó thiếu ánh nắng đi rồi, thì cái màu sắc của nó sẽ không còn trung thực nữa, mặc dầu nó vẫn còn sống. Cái mùi hương của nó nếu không có nắng, không có trời quá lạnh, nó sẽ không tỏa ra cái mùi hương thơm trung thực. Vậy thì nếu mình muốn nuôi dưỡng mình bằng những cái xúc thực chân chính, cụ thể, tròn đầy này, mình phải có cái khả năng tập tiếp xúc với thiên nhiên ở bên ngoài một cách trung thực. Và nó cũng được làm mới liên tục, quý vị. Nó được nuôi dưỡng và được làm mới liên tục. Còn khi mình đưa vào trong cái nhà của mình là nó sẽ bị ngăn cách, nó bị gián đoạn, nó bị giảm thiểu đi. Và thậm chí những cái từ trừ, những cái năng lượng ô nhiễm trong nhà mình sẽ làm ảnh hưởng nó rất nhiều. Thì đây là những cái phần xúc thực mà mình nuôi dưỡng qua cái chương trình này nói riêng, và khi mình mở rộng ra mình ứng dụng vào cái đời sống của mình hàng ngày nói chung, mình hiểu điều này. Kế đến là mình cũng hiểu rằng mình sẽ được học và ứng dụng cái nuôi dưỡng bằng tư niệm thực. Khi mà mình nuôi dưỡng mình bằng thức ăn, mình có cảm nhận cái thức ăn của mình, dù nó là thể lỏng, dù nó là nước ép sinh tố, rau củ quả hay trái cây, thậm chí nó là một cái nguồn nước hoàn toàn trong, mình gọi là nước uống, nước tinh khiết. Vậy thì khi mà mình nâng cái thức ăn, thức uống này, dù nó lỏng, thịt lỏng, nó trong veo tinh khiết như nước lọc, cho đến một cái nước ép sinh tố trái cây, mình có trân quý nó hay không? Mình có biết cái giá trị thực của nó hay không? Và điều này hầu hết chúng ta càng ngày chúng ta lại càng rất là vô ơn. Càng ngày chúng ta lại càng rất là bạc tình bạc bẽo, và chúng ta rất là phung phí, chúng ta rất là tệ hại. Mà như chúng tôi có nói với quý vị đó, tức là cái nguồn nước của chúng ta càng ngày càng rất là ô nhiễm. Và chúng ta càng có nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng phung phí bấy nhiêu, và càng làm nó ô nhiễm bấy nhiêu. Đến hiện nay thì công nghệ, phải nói là khoa học kỹ thuật và công nghệ
của chúng ta khá phát triển. Chúng ta có thể làm ra những chiếc phi thuyền để phóng con người ta đi du hành các hành tinh khác để khảo sát toàn bộ thế giới này, để làm rất là nhiều việc cho chúng ta. Nhưng chưa có một cái công nghệ nào có thể tạo ra được một giọt nước ngọt, chưa chưa nói đến nước tinh khiết. Chưa có một cái công nghệ hiện đại nào có thể tạo ra được một giọt nước ngọt. Tại vì nước mạnh thì chúng ta có quá nhiều, 3/4 bề mặt trái đất chúng ta là nước mạnh hết. Nhưng mà chưa có một cái công nghệ nào có thể làm ra một giọt nước ngọt cho chúng ta uống hết, chứ đừng nói tới nước sạch. Và càng ngày thì cái nguồn nước sạch của chúng ta càng khan hiếm. Bởi vậy chúng ta phải có ý thức nha, chúng ta phải có cái suy niệm này để trân quý, để giữ gìn. Còn nếu không thì chúng ta đang tự hủy diệt chính mình vì cái sự vô ơn này, vì cái sự thiếu kiến thức này. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình có thể làm được hết tất cả, nhưng thưa quý vị không, mình đi phá hoại thì nhiều hơn. Và bằng chứng chúng ta có thể dùng những phản ứng sinh hoạt, những phản ứng hóa học để phân hủy nước ra thành oxy, thành hydro. Nhưng mà chúng ta không thể lấy hydro và oxy để tổng hợp lại thành ra nước được. Đấy, thành ra chúng ta thấy rằng ngày nay mình tưởng rằng mình có những cái kiến thức, có những cái công nghệ rất lớn, và mình tưởng là mình tạo ra những sản phẩm mới, nhưng mình đang phá hoại cái môi trường sống của mình, đang hủy diệt đất, hủy diệt nước, hủy diệt không khí của mình, chứ mình không có làm được cái gì mà tốt đẹp hơn cho đất mẹ, cho cái môi trường đang nuôi dưỡng mình hết cả. Thành ra chúng ta phải ý thức được cái điều này.